Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị xe ô tô tông trúng khi chạy sang đường, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp một bé trai chạy sang đường mà không chú ý quan sát. Lúc này, tài xế ô tô đã chủ động đánh lái sang trái để tránh xảy ra va chạm nhưng vẫn tông trúng bé trai. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xuống đường, may mắn là sau đó cậu bé đã tự ngồi dậy được.